Johnson and Johnson's big news, a second dose of its vaccine is Johnson and tin Johnson, mới 94% protective against symptomatic covid in the US. Và sẽ giúp đỡ cho 94% chống lại covid-19 ở trên Hoa Kỳ. Nearly 15 million Americans already have received the single dose regimen. Khoảng chừng 15 triệu dân người ở trên Hoa Kỳ đã chích Johnson and Johnson một lần rồi. Tonight's other headline affects a treatment for people with COVID called monoclonal antibodies. Chị cái covid bằng kích cái thuốc mà chế giống như COVID-19 vô trong người để cho cái kháng thể mình nó mạnh lên. Synthetic antibodies that reduce death or hospitalization by at least 70% in high và chích cái này thì nó giúp đỡ rất là nhiều khỏi mất công bị chết, bị bệnh và giúp đỡ khoảng chừng 70% cho những người mà rất là cần thiết cái thuốc này, tại vì những người bị nặng thì phải cần. It's your own your và cái thuốc loại này giống như chích châu rồi, thì nó giúp đỡ tự nó đẩy cái kháng thể của con người mình mạnh lên. Một cái chuyện đó là hiện tại bây giờ không có đủ thuốc này để chích cho tất cả. Like Giống như ở bên Tennessee, số người chích thuốc ngừa rất là ít, cho nên bị nhiễm COVID-19 rất là nhiều. Khoảng chừng 51.6% số người bên Tennessee đã chích thuốc ngừa COVID-19. Tennessee là đứng thứ 5 ở trên Hoa Kỳ không có chích thuốc người nhiều. Mới vừa hỏm rài những cái thuốc này đang đưa tới nhiều tiểu bang khác nhau, những tiểu bang mà không có chích thuốc người nhiều thì người ta dùng cái thuốc này. Last week, the Biden said it will all 50 Mới vừa đây chính quyền của ông Joe Biden nói sẽ đưa cái thuốc này đi khắp trên Hoa Kỳ. And with more demand than supply, Tennessee's new policy. Trong lúc này đó, số người cần nhiều hơn là những gì thuốc họ đang có. Cho nên Tennessee the unvaccinated. và hiện tại họ nói những cái người mà chưa có chích thuốc ngừa của COVID-19 thì họ sẽ cho chích thuốc này. So và với tỷ như những người mà đã chích thuốc ngừa rồi mà bị COVID-19 biến thể đột phá và những người đó có lẽ là phải cần xếp hàng ở phía sau, hiện tại Tennessee, cho những người chưa có chích thuốc ngừa xài ngay bây giờ. The State Department of Health said in a statement, ultimately, this comes down to providers' clinical judgment to ensure those most at risk are receiving this treatment. Theo của chính phủ bên Tennessee coi dịch sức khỏe, họ nói cho biết trong lúc này cái thuốc này đó là họ xài cho những người mà đang bị nhiễm nặng và đang cần thiết và đại hỏi nếu như vậy thì mình coi xài như thế nào thì bà doctor nói chúng ta phải nhìn thấy coi cái người bệnh như thế nào rồi lúc đó tính và lúc đó thì chúng tôi mới thấy là người nào cần nhiều nhất thì sẽ cho người đó trước đây là bà doctor Karen Block runs Vanderbilt's... COVID infusion clinic in Nashville. Tôi ở ngay nhà thương ở chỗ này. Đây là ngay ở thành phố Nashville, Tennessee. It administers 80 monoclonal antibody treatments a day. Mỗi ngày ở đây thì họ dùng cái thuốc này đó cho khoảng chừng 80 người. In the minds of unvaccinated people, this is their safety net. If it is that. Đài hỏi đây có phải là cái thuốc này cho những người mà không có chích thuốc ngừa thì cái đây là cái thuốc này là cái thuốc cuối cùng mà cứu hỏi không? Và nếu như thuốc này nói như vậy, thì những người mà không có chích thuốc ngừa thì cũng không nên suy nghĩ về cái này. Thuốc này đó là cái thuốc mà hồi trước ông cụ tổng thống Donald Trump bị nhiễm bệnh COVID-19. Sau khi đó vô nhà thương, họ không có chích thuốc ngừa cho ông ta. Họ chích cái loại này giống như cái virus mà làm bằng chế ra, chứ không phải là của COVID-19 virus chích vô người thì nó đẩy cái kháng thể ổng tăng lên lúc đó thì ổng hết bệnh theo tới ngày hôm nay thì cái thuốc này nó cũng giống như thuốc ngừa của COVID-19.